Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 45 thuộc tánh tàm Hiri-che-tasika và thuộc tánh quý Uttapa, biên soạn do tỳ kheo Giác Đẳng và dẫn nhập ngài Tỳ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con thành kính lãnh lễ Ngài Từ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Đức Bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 45 thuộc tánh Tàm Hiriche Tassika và thuộc tánh Quý Uptattha. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai thuộc tánh trong 14 cái thuộc tánh tình hậu biến hành, trong 19 tình hậu biến hành, đó là tàm, quý, hi rí, chê cá và ở tâm bát chê tê cá. Tàm quý, nếu chúng ta nói một cách đại loại và theo kinh tạng thì chúng ta rất dễ hiểu, rất dễ trình bày. Nhưng khi tàm quý là những thuộc tánh của tâm tịnh hảo thì không phải dễ để người chúng ta trình bày cho hiểu, và cũng không phải dễ để chúng ta hiểu, bởi vì tàm và quý có hai ý nghĩa khác nhau. Trong khi đó thì mỗi một sát na tâm tịnh hảo sinh khởi đều có tầm quý động sanh. Hai cái thuộc tánh có ý nghĩa hai ngã mà lại động sanh với nhau trong một sát na tâm, vậy thì cái vai trò của chúng ở trong cái sát na tâm nó là cái gì? Với lại một cái khó nữa là thường khi chúng ta nói theo kinh tạng đấy thì tàm quý dường như là những cái thiện pháp xuất cái thâm mắt là pháp trắng, thì cái đó chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà ở trong thắng pháp thì tàm quý
là hai thuộc tánh tịnh hảo, nó bao gồm cả những cái có mặt ở trong tâm thiện, có mặt ở trong tâm quả tịnh hảo và trong tâm tố tịnh hảo. Tâm quả và tâm tố là những tâm vô ký nhưng mà không phải là tâm thiện. Cái trường hợp này tạm quý, chúng ta phải giải thích như thế nào đây. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng Giảng Sư của môn Thắng Pháp Abhidhamma giảng giải về hai thuộc tánh này. Và trước tiên thì sư xin mời cô Lăng Giờ Nguyệt đọc cho bài học, và sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải ý nghĩa này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Hoan Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 45 thuộc tánh Hiri-che-tashika, thuộc tánh quý. Ottapa thuộc tánh tàm Hiri-che-tashika và thuộc tánh quý Ottapa là hai trong số 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, có nghĩa là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Hai thuộc tánh này luôn đi chung với nhau như cặp bài trùng, dù trong kinh tạng hay thắng pháp tạng nên giảng chung một bài học. Hơn nữa, cần giảng giải chung hai pháp để có thể thấy rõ sự khác biệt giữa pháp này so với pháp kia. Hiểu chính xác tàm và quý là gì? Trong cách định nghĩa thường gặp ở kinh sách Phật giáo thì tàm là hổ thẹn, tội lỗi, và quý là ghê sợ, tội lỗi. Định nghĩa như vậy thì tàm và quý là nhận thức rất cao rộng trên phương diện luân lý, đạo đức. Khó có thể hiểu hai pháp này hiện diện như hai trong số nhiều thuộc tánh của một sát na. Ngay cả sân khởi và hiện hữu đồng thời của ghê sợ và hổ thẹn cũng khó tưởng tượng, vì có vẻ như hai ý niệm khác nhau. Để hiểu rõ, cần nhận thức với nhiều phương diện. Tàm và quý hiểu cách tàm và quý hiểu theo cách vĩ mô. Hiểu tàm và quý là thuộc tánh của tâm, có nghĩa là không chấp nhận tiêu cực và thái độ sống có nguyên tắc, dù nguyên tắc đó có thể khác biệt giữa người này và người khác, và thái độ này có thể tàn ẩn một cách rất tế nhị. Thí dụ, một người được giáo dục từ nhỏ là không dùng ngôn ngữ thô tục, nên lớn lên trong cuộc sống hàng ngày, trong lời chào hỏi hay phát biểu thì ngôn phong tao nhã. Mặc dù không nói rõ nhưng mỗi lời nói đều có tiềm tàng nguyên tắc không nói những chữ bất nhã. Tàm được hiểu là thái độ tự trọng của bản thân. Quý được hiểu là sự tôn trọng, sự khiển trách từ người khác. Hai trạng thái này có thể tồn tại như hai thuộc tánh tế nhị khó nhận rõ vì có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Thí dụ như một người vốn sống đàng hoàng thì dù sống một mình trên rừng sâu, một mình thì cử chỉ và hành động vẫn đàng hoàng dù không nghĩ có ai chung quanh. Tàm và quý hiểu theo cách nói đại loại. Tàm và quý trong cách nói đại loại được hiểu như lương tâm hay lương thức. Đức Phật dạy đây là hai pháp hộ trì thế gian. Thí dụ trong văn hóa loài người hoặc bản năng của một số loài vật thì không chấp nhận sự giao phối giữa mẹ và con. Điều nào tạo nên một cái ranh giới tự nhiên trong sự quan hệ giới tính?
Chính những nguyên tắc về những gì có thể làm và không nên làm tạo thành văn hóa, trật tự, luân lý, đạo đức. Không có tàm quý thì chúng sanh bất chấp và sống với bản năng vô luân. Trong khi với cách nói vĩ mô thì tàm và quý như nguyên tắc tàn ẩn, thì trong cách nói đại loại, hai thuộc tánh này là sự biểu hiện thí dụ, thái độ không chấp nhận hành động sai quấy hay biết hối lộ khi làm điều ác. Vai trò của tàm và quý trong các tâm tịnh hảo. Hai thuộc tánh tàm và quý trong các tâm tịnh hảo là sự bảo đảm các pháp đồng sanh không vượt khỏi nguyên tắc tốt đẹp, giống ủy ban giám luật. Trong quốc hội có trách nhiệm giám thị các nghị viên không vi phạm những luật định căn bản, ngữ và nghĩa. Nên nhắc lại, ở đây chữ quý ở đây là sợ. Có hai từ mang ý nghĩa sợ trong chữ Hán và cách phát âm gần giống nhau là quý và úy. Trong cách dùng hộ thân của Phật học thì quý chỉ cho sợ sai quấy. Ottava trong lúc quý chỉ cho sợ hãi vì không đủ can đảm hay sức mạnh phá giá nên cẩn thận. Nói về sự khác biệt giữa tàm và quý, các vị giảng sư thường dùng thí dụ tàm như một người quen sống sạch sẽ mà bỗng nhiên thấy áo mặc bị một vết bẩn thấy khó chịu, còn quý như một người biết lửa nguy hiểm nên cẩn thận với lửa. Hai thí dụ này tạo nên hiểu lầm là tàm là sự xấu hổ khi đã làm việc quấy, còn quý là ý thức được sự nguy hiểm của điều sai quấy chưa làm nên quan ngại. Ở đây có nghĩa như vậy, một bậc đoạn tận lậu hoặc không làm việc sai quấy và cũng không lo sợ mình sẽ làm việc sai quấy, nhưng vẫn có tàm, quý. Hai pháp này nên được hiểu là thái độ sống có nguyên tắc đối với cái nên làm và nên tránh. Cũng có thể hiểu là lòng tự trọng đối với bản thân và sự tôn trọng đối với cái nhìn của người khác, minh họa. Dạ, có hai bản biểu đồ mà Đại Đức Đại Tri đã đưa cái link lên. Xin mời quý vị vào hai bản biểu đồ. Một là 52 thuộc tánh. Bản 2 là Thắng Pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ họa của Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự thiết kế, thuộc tánh tàm và thuộc tánh quý. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ để chư tổ chức, để chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại học thêm hai thuộc tánh ở trong 19 thuộc tánh tịnh hảo. Khi mà chúng ta nói đến thuộc tánh tịnh hảo biến hành, tức là 19 tịnh hảo thuộc tánh tịnh hảo biến hành, thì có nghĩa là tất cả những tâm tịnh hảo hay những tâm tốt đều có những thuộc tánh này. Và những thuộc tánh này đó, nó lại mang nhiều cái ý nghĩa và khiến cho chúng ta hay liên tưởng đến cái cách nói ở Kinh Tạng và cách nói mà chúng ta nói đại loại nói chung, ví dụ tính niệm tàm quý vân vân. Dạ, chúng ta đem cái hiểu Kinh Tạng hiểu vào đây đó, thì nhiều khi nó hiểu một chút. Và trường hợp của tàm và quý này là một trường hợp đặc điển hình. Thường chúng ta định nghĩa tàm là hổ thẹn tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta nghĩ rằng khi mà hổ thẹn thì không có ghê sợ, và ghê sợ thì không có hổ thẹn. Hay hoặc giả chúng ta cũng thể nghĩ rằng tội lỗi là một cái ý niệm lớn. Cho đến ngày nay,
bên ở tại sao phương, ở trong nền văn hóa mà ảnh hưởng Kitô giáo, chữ tội lỗi hay là trong tiếng Anh chúng ta gọi là sins, thì vẫn định nghĩa với rất nhiều cách định nghĩa, từ thần học cho đến xã hội cho đến luân lý. Và cái định nghĩa này nó khiến cho người ta nói đến chữ tội lỗi đó, nó là một cái gì rất là rộng, nó là một khái niệm hơn chỉ là một thuộc tính. Và điều này càng trở nên khó hiểu khi mà chúng ta nói về cách vĩ mô, tức nói về một thuộc tính ở trong 19 thuộc tính tịnh thảo mà biến hành có mặt ở trong tất cả các trong tịnh thảo. Vì vậy như lời dẫn nhập của Triệu Tập Thời Siêu, hôm nay chúng ta chịu khó để đi vào chi tiết của này. Một khi mà chúng ta có thể hiểu rõ về hai thuộc tính này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong việc làm thế nào nhận ra về cái ý nghĩa mỹ mô, tức là trong cái cách nói ly chi chứ không phải là cách nói macro, là cách nói đại loại như là chúng ta thường được nghe ở trong các bài pháp hay là ở trong kinh đạo đề cập đến. Thì như vậy thưa quý vị, tầm quý được hiểu chính xác là gì? Thì chúng ta có thể nói rằng tầm và quý đó, nếu mà nói chung lại đó, là một thái độ không chấp nhận điều tiêu cực, không chấp nhận điều mà sai nguyên tắc. Và thái độ không chấp nhận này nó có thể đến từ cả hai cái phương diện, là lòng tự trọng đối với bản thân của mình và tôn trọng cái sự khiển trách phê phán của người khác. Dĩ nhiên là trong trường hợp của người Phật tử, của một người hiểu đạo, thì không phải là ai chê trách mình hay là dư luận nói mình thì mình cũng co đầu rút cổ hết, mình cũng sợ hết. Mà Đức Phật thường dạy rằng một cái người hiền thiện đó là cái người biết tự hỏi rằng những gì mà mình đang làm có thể bị khiển trách bởi các bậc thiện trí, bởi người có trí hay không. Đó, chúng ta nói rõ ràng là như vậy. Thì thưa quý vị, cả hai đều là cái nguyên tắc sống. Nguyên tắc sống này nó có hai cái hình thái, một là hình thái tàn ẩn, hai là hình thái bộc lộ ra bên ngoài. Ví dụ hình thái bộc lộ ra bên ngoài, trong trường hợp một người mà giết người khác bằng máu lạnh, chúng ta nghe những vụ án mà rút cổ đó. Ở Việt Nam sau này có những thanh niên trẻ mà giết nguyên cả một nhà người khác, nhưng mà rồi giết một cách thản nhiên ở máu lạnh đó, là người đã không có tàm quý. Nhưng mà một người mà có tàm quý đó, là thí dụ mình gọi điện thoại cho người khác mà không thích, người ta khó chịu mình rồi, thì mình cũng muốn gọi, mình không gọi lên nữa. Cái đó nó cũng là một thứ nguyên tắc sống. Thì cái nguyên tắc này đó, như vậy nó là một sự biểu lộ. Còn cái hình thức tàn ẩn của nó đó là rất là khó nói. Cái sự tàn ẩn ở đây tức là một người sống bình thường mà không thấy, nhưng mà có những việc nhất định là họ không làm, họ không nói, họ không suy nghĩ. Như chúng ta nghe câu chuyện xưa của người Trung Hoa nói về chuyện Hứa Do và Sào Phủ. Đối với mồi danh bá lợi, một người được vua Nghiêu Vô Thúng mời vào để truyền ngôi và bỏ đi, không có nhận, bởi vì không có
ham mồ danh lợi dù là nhiều vị hoàng đế. Người khác nghe nói như vậy thì là dẫn con trâu của mình lên trên ngược dòng suối trên thượng nguồn để uống, thì không muốn con trâu mình nó bị tiêm nhiễm bởi điều đó. Thì câu chuyện cưới do và sao phụ đó, nó cũng nói lên một cái nhìn của một người sống có nguyên tắc. Và cái nguyên tắc này đôi khi nó rất là thầm lặng, thưa quý vị, nó rất là tàn ẩn mà chúng ta không biết được. Chúng tôi nhớ có một lần nghe Ngài Ajahn Chah, Ngài thuyết trong một bài pháp, Ngài nói về cái đời sống đàng hoàng của một vị tu sĩ hành Đồ Đà sống ở trong rừng. Ngài nói rằng ai cũng tưởng được sống một mình nó dễ, nhưng mà sống một mình mà gọi là sống đàng hoàng mới là khó. Ngài đưa ra một thí dụ là có những người có cái thói quen xả rác, nhưng mà họ đến chỗ công cộng họ không dám xả rác, bởi vì xả rác như vậy sẽ bị phạt, xả rác như vậy đó sẽ bị người khác thấy họ cười, họ nói mình bừa bãi. Nhưng mà nếu họ đi vào trong rừng không có ai, đi một mình thôi, thì họ xài đâu họ quăng đó, uống nước thì quăng đại chỗ nào đó, rác quăng đại chỗ nào đó. Nhưng mà nếu một người mà đã có thói quen đàng hoàng mà không xả rác rồi thì không bao giờ uống chai nước sông quăng đại dù là mà ở trong rừng một mình, hay là đi ở trong rừng một mình đi hiking như ở biển thật, rồi đi hiking đi vào trong rừng một mình và đụng đâu quăng rác đó. Khi mà có rác, nhất là đồ plastic, hoặc giả là họ bỏ ba lô mang về, hoặc giả là biết rằng những thứ đó nó sẽ hư sẽ mục được, thì họ cũng đặt để đúng chỗ, chứ họ không ném bừa lại. Thì cái thái độ của một người đi trong rừng, đi một mình, nhưng mà không quen rác ấy, tại vì họ đã có một nguyên tắc là không xả rác bừa bãi, thì thứ gì đó là tạm tộc quý. Thì chính tạm và quý đó, nó tạo nên một cái thái độ sống là có nguyên tắc. Dĩ nhiên nguyên tắc này tùy theo văn hóa, nguyên tắc này tùy theo quan điểm cá nhân, nhưng mà trước nhất phải nói tới nguyên tắc. Ví dụ như hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nghe câu chuyện Quan Công Phò Nhị Tẩu. Quan Công là một người chính trực mà phải theo phò hai người chị dâu của mình. Chị dâu có nhan sắc đẹp, và mặc dù trên đường đi đó, thì Quan Vân Trường có nhiều cơ hội để tiếp xúc được gần, nhưng mà vẫn giữ một cái khoảng cách, bởi vì không muốn có cái thị phi ảnh hưởng đến người chị dâu mà gọi là kết nghĩa của mình. Mới lưu bị. Và chúng ta cũng có thể nói rằng ở trong một số các cái bắc quốc gia, một số nền văn hóa, và cũng một cách rất là thú vị là ngay cả vấn đề bản năng. Thí dụ như là ở trong xã hội loài người, mà trong bài học này chúng tôi có ghi rằng là người ta không chấp nhận cái sự loạn luân, tức là sự giao phối giữa mẹ và con trai chẳng hạn. Thì chính cái văn hóa đó, cái đạo đức đó, nó ăn sâu vào trong người. Dù là người mẹ là một người có nhan sắc, dù là người con trai là một người thế nào đi nữa, nhưng mà do cái luân lý mà vốn rất là căn bản đó, thì người mẹ và đứa con trai không có khởi lên cái sự ham muốn dục dục với nhau được. Đó là tàm bính.
Hay có hai cái thí dụ khác và chúng ta nói về luân lý sự vô luân. Ví dụ như ở các nước Trung Á đó, họ có một cái nguyên tắc là không bao giờ giết con bê, tức là bò con, ăn thịt mà nấu chung với sữa của con bò mẹ. Lấy sữa mà nấu thịt con, họ cho rằng đó là một điều rất là vô luân. Mà cho dù trong diện chế biến thực phẩm thì thịt con bò con hay chúng ta gọi là con bê, tức là chúng ta gọi là con veal, tức là con bò con mình, chúng tôi không biết ngoài Bắc thì sao, nhưng mà ở trong miền Nam thì chữ bò con và con bê và con trâu con gọi là con ngé. Thì cái thịt con bê, bò con có nhiều khi người ta cũng ưa chuộng, nhưng mà lấy thịt của bò con mình nấu ở trong sữa của con bò mẹ đó, là họ cho đó là một chuyện rất là vô luân. Thì đó cũng là một thứ nguyên tắc. Hay là ở tại Miến Điện á, thì người ta có một cái nguyên tắc là con trâu cày ruộng cho mình, đến khi nó già, nó bệnh, nó chết, hay là bị tai nạn gì nó chết đó, thì người ta không ăn thịt đó, mà người ta nuôi chung đó. Người ta có thể ăn thịt bò, ăn những con vật khác, ăn heo, nhưng con trâu nó đã làm việc cho mình, nó như một người bạn, một người ơn. Nhưng mà bây giờ mình con trâu đó, ví dụ hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ rằng ở trong trại lính đó, trại giao binh, và chung quanh trại giao binh thì có thỉnh thoảng có rào, có những hàng rào dây thép, và họ có đặt họ gậy mìn để chống cái cuộc tấn công vào. Thì có trường hợp là có khi có những con trâu nó ăn cỏ, nó không biết là nó đi, nó dẫm phải bãi mìn đó, nó nổ chết. Thì khi con trâu nổ chết như vậy đó, thì người chủ lấy cái xác nó về xẻ thịt ra, hoặc là bán, hoặc giả là ăn cả sống. Ngày hôm qua thì con trâu nó cày ruộng như mình, ngày hôm nay thì nó chết, thì tay lên tặng thịt. Nhưng trong văn hóa của người Miến Điện đó, là nếu con trâu nó là một người bạn thiết, mà mình nó làm việc cho mình nhiều, nó có ơn với mình, bây giờ nó chết mà ăn thịt đó, thì người không chấp nhận. Hay là như trường hợp có nhiều người họ có một cái quy tắc như người Tây phương, quy tắc là họ không ăn thịt chó. Con chó mình thương yêu nừng nịu, mình ôm vào trong lòng, rồi nó trung thành, nó giữ nhà cho mình, rồi bây giờ tới mùa lễ rồi mình lôi nó ra mình giết rồi mình ăn thịt, thì người ta cũng coi đó là một sự vô luân. Thì chúng tôi nói một số thí dụ như vậy đó, thì để nói rằng đôi nó có những cái nguyên tắc, mà những nguyên tắc đó nó trở thành tự nhiên, ngay cả bản năng cũng vậy. Những cái nhà họ nghiên cứu là họ nói rằng ở trong loài ngựa đó, là cho dù con ngựa mẹ sinh ra ngựa con, và con ngựa con tách rời ra khỏi, nhưng mà con ngựa con là con ngựa đực, con ngựa mẹ là ngựa cái, cho dù 5-7 năm khi nó lớn lên đó, tức là người ta nghĩ là không giận nhau, nhưng mà đem con ngựa con và ngựa mẹ để với nhau, thì nó không bao giờ có cái chuyện là con ngựa mẹ và ngựa con giao phối hết. Nó là một thứ bản năng, và cái đó cũng rất là khó hiểu, nhưng mà nó là một thứ bản năng. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng ở trong một cái giai đoạn nào đó, khi mà cái xã hội loài người suy thoái về mặt thiện pháp, thì lúc bây giờ loài người không có cái luân lý ở trong cái cuộc sống hàng ngày, là cha với con gái, mẹ với con trai, anh với em có thể quan hệ với nhau về xác thịt, về nhục dục, và họ cảm thấy chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà đó là lúc mà xã hội là người suy thoái. Thì thưa quý vị, chúng tôi dùng nhiều cái thí dụ để muốn nói đến một cái ý nghĩa đó, là từ trong cái cuộc sống bản năng tàn ẩn rất là sâu xa, thì trong cuộc sống của chúng ta nó có một số cái nguyên tắc, và những nguyên tắc đó nó được gìn giữ.
Như hồi nãy chúng tôi nói rằng, một con người mà có giáo dục, một con người mà có được dạy dỗ từ nhỏ, họ không gì chửi thề, dù lúc cơn giận nữa không chửi thề, thì ở trong cái ngôn ngữ của họ, nó không thể nào có chỉ chửi thề được. Tại vì sao vậy? Tại vì điều đó đã ăn sâu vào trong lòng họ rồi. Đó cũng là một thứ nguyên tắc. Thế nên khi tàm vào quý ở đây là không chấp nhận cái tiêu cực. Và không chấp nhận tiêu cực này đó, thì chúng ta nên hiểu rõ, mà hồi nãy chúng tôi quý vị đọc ở trong cái phần mà nên cẩn thận, chúng tôi có nói rằng thường thường chúng ta hay nghe cái định nghĩa là tàm là hổ thẹn tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi. Và khi nói tàm và quý đó, thì người ta lại có một cái thí dụ mà chúng ta thường nghe là tàm là sự hổ thẹn, là ví dụ như mình quen ở sạch, bây giờ áo mình nó dính một cái vết bẩn nó có thể là phân hay là đất hay cái gì đó, rất là dơ, mình mặc mình cảm thấy khó chịu, đó là tàm. Và quý đó, đó là ví dụ như mình biết là săn á, mà để gần lửa có thể phần cháy rất là nguy hiểm, do đó mình thấy săn mình cẩn thận, mình sợ, cái đó gọi là quý. Nhưng mình sợ phóng, phải mình cẩn thận với lửa. Thì cái thí dụ đó thật ra nó không có chính xác, và quý Phật tử phải đặc biệt rất là coi chừng. Điều đó đó, nó khiến cho chúng ta có cái hiểu lầm là tàm là hổ thẹn với những gì mình đã làm, giống chiếc áo bị dính bẩn. Quý đó là sợ mình phải vướng vào những cái hệ lụy do làm lỗi. Cái hổ thẹn và lo sợ đó nó không có ở trong bậc thánh. Đức Phật và các vị A-la-hán không có cái tàm quý kiểu đó, không có cái hổ thẹn với cái mình đã làm và sợ cái chưa làm có, các ngài đoạn tận phiền não rồi. Nhưng mà các ngài vẫn có tàm quý. Tàm quý của các ngài là gì? Đó là cho dù các ngài đoạn tận phiền não, không có nghĩa là các ngài sống sao cũng được, mà các ngài có một số nguyên tắc nhất định. Và trong cái lời nói hành động ý, nó tự nhiên nó không đi ra khỏi nguyên tắc đó. Đó là một điều tự nhiên. Nó không cần phải cố gắng, nhưng mà nó là một cái sự tự nhiên. Giống như chúng tôi nói rằng, một người mà họ nhỏ tới lớn được giáo dục quen là không bao giờ chữ thề, không bao giờ nói những chữ thô tục đó. Thì cho dù họ không có cố gắng, nhưng mà cái chuyện, cái ngôn phong, cái ngôn phong của họ rất là tao nhã, nó là sự bản chất tự nhiên. Thế nên khi mà nói đến bản chất tự nhiên đó, chúng tôi rất là ngại rằng chúng ta hiểu nó vấn đề nó có tất cả là phản ứng tâm lý như là hổ thẹn và ghê sợ. Ở đây không phải vậy. Ở đây là một cái thái độ không chấp nhận những điều sai quấy, không chấp nhận đi ra khỏi nguyên tắc, và nó trở thành một cái điều tự nhiên khi mà chúng ta nói phương diện vĩ mô. Chúng tôi cũng có cái thí dụ trong này là, nếu quý vị biết, ở trong các cái cơ quan chính phủ, quốc hội, thí dụ quốc hội Hoa Kỳ, có thượng viện và hạ viện, thì họ có cái gọi là Ethics Committee. Thì cái Ethics Committee đó là nó giống như một cái ủy ban giám luật ở trong Phật giáo. Cái ủy ban giám luật này đó là bảo đảm rằng là tất cả những nghị viên không có đi xa cái phần hành mà mình cho phép, không làm được những gì mà không nên làm, và nếu có làm thì ủy ban Ethics Committee đó sẽ luận tội hay là khiển trách. Thì cái tàm và quý nằm ở trong cái tâm tỉnh thảo, giống như Ethics Committee ở trong quốc hội vậy, là bảo đảm là các pháp đồng sanh đó là sống có nguyên tắc. Hay hoặc giả là, như quý vị thấy chư tăng sinh hoạt ở tại đây bình thường, mình thấy tự nhiên không có gì hết. Nhưng mà ở đây nó có một số nguyên tắc tàn ẩn mà không thể chấp nhận được. Thí dụ như là chư tăng là những vị nhà sư thì có tam tạng kinh điển, nói đại, nói bừa, nói bậy là không thể nói được. Ví dụ như là cái chuyện đó nghe nó hơi khó hiểu. Chúng tôi nêu lên với thượng tọa Tuệ Siêu, và thượng tọa thấy rằng cái điểm đó thượng tọa tồn nghi,
tức là chưa rõ ràng, thì Thiện Tọa nói cái chuyện đó chưa rõ ràng. Thiện Tọa nói chuyện đó phải coi lại sớ giải thế nào, chứ không không chấp nhận là à, mình không biết rồi mình cũng nói trớ, hay là nói đại, hay là nói bừa. Mình không chấp nhận chuyện đó. Cái thái độ không chấp nhận chuyện đó là cái nguyên tắc. Đó là quy tắc. Thì cái nguyên tắc này nó không cho phép chúng ta đi vượt lại những gì mà nên làm, mà đi vào cái chỗ mà những gì không nên làm. Thật ra cái tâm quý trong cách đó vĩ mô tương đối rất là khó hiểu, nhưng mà nếu chúng ta qua một vài cái ví dụ như vậy thì có hiểu một phần nào đó. Thì thưa quý vị, trong cách nói mà đại loại mà nói quy mô của kinh tạng thì tầm và quý được đề cập đến rất là nhiều. Ví dụ như là nói về thất thánh sản thì có tầm và quý. Nói về cái căn bản của cái đời sống giới luật thì tầm và quý nó là nguyên tắc. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật gọi là tâm và quý là hai pháp hộ trì thế gian. Tại sao gọi là hai pháp hộ trì thế gian? Là bởi vì đi chúng tôi sống ở trong thành phố Houston, là thành phố đông dân thứ tư của nước Mỹ, bây giờ cũng sắp sửa đồng viên thứ ba sau nếu không ai muốn cất nhà sao thì cất, ai muốn chạy xe sao thì chạy, thì nó sẽ đổ nợ, nó sẽ có nhiều vấn đề. Nhờ có luật lệ, thành ra con đường chạy ngang và con đường chạy dọc có hàng ngàn, hàng trăm chiếc xe chạy. Nhưng mà người ta biết rằng lúc nào đèn vàng thì chậm lại cẩn thận, đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì chạy. Và nếu có người nào đó chạy tới đèn đỏ vì lý do ẩu, có không thể ai vừa qua trạng thái mình chạy. Như vậy thì cái luân lý đó nó được hiểu, nó không pha một cái hình thức có tư cách bác học ở đây, mà sống và tin vào những nguyên tắc tình trạng được. Giống người lái xe thì tin rằng tôn trọng luật, và có thể luật lái xe của Việt Nam khác với luật của Mỹ, lái xe của Ấn Độ khác với luật của Âu Châu vân vân. Nhưng mà chung thì tất cả những người lái xe mà gọi là tốt đều chấp nhận một điểm, một điều đó là lái xe mà không có luật, tức là lái xe một cái hỗn độn thì từ chết đến chết thôi. Ai biết lái xe được phải như vậy? Nếu ví dụ như pháp cái chuyện internet đơn giản quá, mình làm này khi đơn giản quá, ở trên internet muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng không phải như vậy. Cái sự tồn tại của chúng ta mỗi ngày đó, nó có một số nguyên tắc nào đó, và cái nguyên tắc đó cần được tôn trọng. Chưa có biết một Phật tử bình thường á, thì có vẻ có nguyên tắc, có hiểu biết, nhưng mà khi mà phiền não lên thì hoàn toàn là nói những điều không nên nói,
phản ứng những thái độ không phản ứng, mà hoàn toàn tin vào cái ma lực của phiền não. Chúng ta hãy nhìn thấy hai con người khác nhau hoàn toàn. Một con người bình thường, biết có trên có dưới, biết có cái nên làm mà không nên làm, biết trật tự. Mà khi mà nổi nóng bực bội lên thì trong lời ăn tiếng nói, trong cái cư xử, nó không ra cái gì hết. Nó không ra gì hết. Thì lúc đó mình hiểu rằng lúc đó phiền não nó chế ngự, mình bị cái vô tham vô úy đó. Thì mình đập vỡ, đập bỏ tất cả. Mà dễ dàng hơn quý vị, quý Phật tử có thể nhìn tìm thấy điều đó rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy trong kinh Đức Phật gọi là tam và quý, là thế gian này nó sẽ tồn tại nếu mà chúng sanh sống mà có một cái nguyên tắc sống, có một cái ranh giới là cái gì làm được và cái gì không nên làm. Đó là cũng sự khác biệt giữa con người và một số loài thú. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng loài thú có khi nó có nguyên tắc của nó, nhưng mà có những con người còn giống như loài thú rất là dã man. Loài thú có nhiều thứ, loài thú có những loài thú nó không nguyên tắc gì hết. Thì chính mà với một cái quan niệm rằng cuộc sống có nguyên tắc, có đúng có sai, có phải có quấy, có cái lòng đàm quý, nó định đặt ra một lần ranh, tới đó thôi, vừa phải thôi, không thể đi xa hơn được, không thể đi quá hơn được. Như trường hợp ví dụ như chúng tôi và thượng tọa Tuệ Siêu là huynh đệ, có nói đùa nói chơi thì nói, nhưng mà rồi chúng tôi cũng phải hiểu rằng chúng tôi là sư đệ thì có nói chơi nó ở mức độ nào đó thôi, chứ không phải là mình nói là thân rồi mình nói chơi mức độ nào cũng được. Thì cái lằn ranh, cái mức độ nào nó vừa phải đó, cái đó nó cũng là một cái quy phạm, nó cũng đó là một cái nguyên tắc về cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Không có cái đó thì không hết. Bởi vì Đức Phật ngày dạy tam và quý là hai pháp hộ trì thế gian. Trên phương diện mà đại loại đó, trên phương diện mà của kinh tạng đó, thì tam và quý nó phủ bóng rất nhiều thiện pháp. Và trên phương diện mà vĩ mô đó, thì tam và quý nó tâm tình hảo là tâm tình hảo. Nếu tâm tình hảo mà không có tam quý đó, thì nó không còn thể gọi là nó sẽ hảo. Và đây là cách tương đối rất là khó hiểu khi mà chúng ta nói đến tâm và quý trong cách vĩ mô. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi nhắc lại là trong chữ Hán Việt có hai chữ quý, nó có hai cách viết khác nhau. Và khi chúng ta đọc thì chúng ta đọc tương đối gần giống nhất là người miền Nam, cái đó là quý, nhưng mà đọc theo chính xác bạc là một cái là quý, một cái là úy. Nhưng mà chúng ta đọc thường thường nghe cũng lập lẫn, cái ý nghĩa nó cũng nhập nhằng giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác. Cái chữ chữ quý, quý tức là nhiều, cho sự sợ là do hèn yếu. Ví dụ như nói rằng chánh pháp vô sở quý là vô sở quý trước bạo lực, hay là tinh thần vô ý, người không biết khiếp sợ, không có hèn kém.
Còn cái chữ quý mà trong tam và quý đó, có chữ quý đó, thì chỉ cho cái sợ. Mà nó có cái cách thông minh, có sự hiểu biết, có cái căn bản của thiện trí tuệ. Ngài Chan Chesaro, một vị sư người Anh đó, Ngài dịch cái chữ Hiri Oktoba, Ngài dịch là Intelligent Shame, Intelligent Fear. Intelligent tức là sự minh triết, sự thông minh, sự sáng suốt. Shame là sự hổ thẹn, fear là sợ. Nhưng mà có cái hổ thẹn và cái sợ của sự ngu ngốc, của sự thiếu trí, và có cái sợ, có cái hổ thẹn, sự sáng suốt thông minh của sự hiểu biết. Hai cái đó phải phân biệt. Thành ra chữ quý dùng để dịch cho chữ eerie, và chữ quý chữ thay giả, dạ, như ở trong tiếng Phạn. Dạ, chúng ta nên lưu ý về điểm này. Thưa quý vị, chúng ta nên nhắc lại một lần nữa là tàm và quý là hai thuộc tánh ở trong 19 tịnh hảo biến hành, nghĩa là tất cả tâm tốt, kể cả tâm thiện, kể cả tâm quả thiện hữu nhân, kể cả tâm tố hay tâm duy tác của vị A-la-hán, tất cả những tâm tịnh hảo đều có hai cái đặc tính này. Nếu mà chúng ta dùng cái khái niệm thường thức mà chúng ta nói đó, là tàm và quý đó, tàm và quý khiến cho một người, tàm và quý khiến cho một người sống có nguyên tắc, và vô tàm vô quý đó là một người sống luân tuột, hay là có những giờ phút mà vô tàm vô quý là những người sống luân tuột, không biết khổ thẹn gây sợ. Thì đây là một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài ý nghĩa của người tam và quý. Và chúng tôi nhắc lại một lần nữa là chúng ta thường định nghĩa một bên là hổ thẹn với cái tội lỗi đã làm, và quý là ghê sợ với cái chưa làm. Ở đây không có ý nghĩa như vậy, đừng hiểu như vậy. Chứ vì A-la-hán không có cái tội lỗi đã làm đâu, nhưng các ngài vẫn có tàm quý. Tàm được hiểu như là tự động, tự động. Và quý được hiểu như là sự tôn trọng với người khác. Ví dụ như mình làm việc gì đó mà mình tự đặt câu hỏi rằng điều mà mình làm thì các bậc trí có khiển trách hay không, thì cái đó gọi là quý. Và khi mình làm điều gì mà mình tự vấn, mình hỏi rằng mình làm việc đó với mình, nó có đáng xấu hổ hay không, cái đó gọi là tàm. Thật ra tàm và quý đó là cái nguyên tắc tự trọng và nguyên tắc tôn trọng, chứ không phải là tàm và quý là cái nguyên tắc ghê sợ và hổ thẹn. Hổ thẹn là cái đã làm, và cái ghê sợ là cái chưa làm. Không phải như vậy, phải rất là cẩn thận. Vì vậy khi mà chúng ta đi vào các cái tình hảo đó, có vài vị hỏi chúng tôi rằng tại sao mình không giảng chung nhiều thuộc tánh một ngày cho nó nhanh, mà phải đi vào từng thuộc tánh như vậy. Ở trong trường hợp này có một vài thuộc tánh chúng tôi đi từng bài một, và có những thuộc tánh chúng tôi đi một cặp. Nhưng mà chúng ta đi qua những điều này rồi thì chúng ta thấy rằng mỗi một thuộc tánh như là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, v.v. tất cả đều phải cẩn thận. Không cẩn thận thì chúng ta sẽ không hiểu rõ trên phương diện đại loại. Không cẩn thận thì chúng ta rất là dễ để giảng một hồi và thấy rằng cái này nó không còn là thuộc tánh nữa,
mà nó là một cái khái niệm về đạo đức rất là lớn. Và điều này nó trở nên lạc đề so với những gì mà chúng ta nói trong thuộc tánh của Thắng Pháp. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện về thuộc tánh tàm và quý ở tại đây. Bây giờ thì Bạch Thị Thọ Từ Siêu không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa còn ở trước máy, xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ giảng tiếp cho bài học kỳ hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu có bạn ở trước máy không? Dạ, dạ kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng đưa ra những câu thảo luận với Chư Tăng, thì chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị về bài học hôm nay theo cái lĩnh vực mà chúng tôi đã giảng dạy bộ môn Thắng Pháp. Kính thưa quý vị, như chúng ta vừa được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giải thích, thì tạp quý có hai cách nói. Chúng ta nói theo cái cách đại loại như Đức Phật đã từng thuyết giảng ở trong các bài kinh, ở trong bộ kinh chúng ta có bài kinh Mã Đại Kinh. Hay là ở trong Trường Bộ Kinh, một phần của bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ngài dạy về bảy cái pháp gọi là Adi Brahmacharya, tức là sơ phần hạnh, tức là cái bước đầu của đời sống phần hạnh. Một vị tỳ kheo mới tu phải thành tựu cái lòng tàm quý một cách sắc bén, khi đã có lòng tàm quý thì một vị tỳ kheo mới tu vì đó sẽ giữ gìn quy nghi tế hạnh, thu thúc vào trong giới. Vị này cẩn ngôn về hành động cũng như cẩn ngôn về lời nói, cẩn thận trong hành động. Thì cái đó chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy cái sự hổ thẹn tội lỗi và cái sự ghê sợ tội lỗi. Hay một vị có lòng tàm, tức là vị đó có liêm sỉ,
còn có là quý, tức là vị đó có cái trạng thái cẩn thận ở trong lời nói và hành động. Còn ở đây khi mà chúng ta nói theo thắng pháp, thì tam quý đồng sanh như là một cặp bài trùng ở trong tâm tịnh hảo, trong một sát na. Và hơn nữa là tam quý nó thuộc về tịnh hảo biến hành, có mặt trong tất cả những cái tâm thiện và tâm vô ký quả, vô ký tốt. Thì như vậy trong vô ký tốt, vô ký quả, thì tạm quý không thể nào mà chúng ta định nghĩa như là một cái sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi, để ngăn không có làm ác, như trong bốn cái đặc tính mà trong thanh tịnh đạo đã nói. Tàm và quý đều có cái đặc tính thành tựu với chúng ta thà nát, tức là cái sự không làm việc ác. Và nếu nói vậy thì cái tâm quả đó, tâm quả dùng giới hữu nhân, tâm đại quả đó, hay là cái tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới, quả siêu thế, thì không thể nào mà chúng ta nói nhờ cái lòng tạo quý mà ngăn chặn không có làm điều ác. Chúng ta không thể định nghĩa một cách hời hợt như thế. Rồi như lòng tạo quý mà chúng ta định nghĩa là sự hổ thẹn, sự ghê sợ tội lỗi, mà nó có mặt ở trong tâm tố tịnh hảo, tức là tâm đại tố và tâm tố đấu đại, thì không thể nào mà chúng ta nói rằng là vị A-la-hán hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Tội lỗi và ác pháp đối với vị A-la-hán đã tuyệt trừ vĩnh viễn. Thì trong trường hợp này thì không thể nào mà có cái sự ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, hay là đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sạch. Mà phải, nhưng ở trong tâm tố vị A-la vẫn có hai cái thuộc tính tạp quý như thường. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta có một thí dụ tạm quý. Nó cũng giống như là ở trong cơ thể của chúng ta có được một cái tính miễn nhiễm đối với vi trùng bệnh. Cái tính miễn nhiễm đó là nó giúp cho cái cơ thể của người này là không có bị nhiễm con vi trùng bệnh này. Thì ở trong cái tâm tình hảo có hai cái thuộc tính tạm quý, dù là ở trong tâm thiện tình hảo, hay là ở trong tâm quả tình hảo, hay là tâm tố tình hảo, thì hễ cái sắc na tâm tình hảo nó khởi lên thì chính
do hai cái chất miễn nhiễm này làm cho cái tâm được trong sạch, làm miễn nhiễm đối với các ác bất thiện pháp. Để chúng ta hiểu một khía cạnh là tạm quý là hai cái tính chất miễn nhiễm, hai cái chất miễn nhiễm của tâm tốt, của tâm tình hảo thôi. Nói tới đó chúng ta dừng lại, chúng ta không thể định nghĩa thêm cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà hổ thẹn tội lỗi sắp làm hay là ghê sợ tội lỗi đã làm. Chúng ta miễn bàn cái chỗ đó, bởi vì cái này nó thuộc về cách nói đại loại. Và nếu mà chúng ta giải nhiều quá đó, thì như vậy chúng ta sẽ gặp lúng túng khi mà chúng ta học về thắng pháp. Hai cái thuộc tánh này nó thuộc về tịnh hảo biến hành, Suvada Sathana Chetasika. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp thì chúng ta phải lưu ý những, khi mà chúng ta học về trung bộ kinh hay trường bộ kinh ở trong lớp Phật pháp của chúng ta đã có học cái đó, thì hãy mỗi khi mà nói đến những cái pháp thiện, trong đó như có tà quý vân vân, thì chúng ta hiểu theo cái cách thông thường thì được. Nhưng mà khi chúng ta học về lớp thắng pháp thì tàm quý trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu một cách rốt ráo hơn ý nghĩa nó mang tính chân đế hơn, thần tính hơn, thì như vậy chúng mới có thể gọi là hiểu được thuộc tính của tâm. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm ở trong cái bài học này, trong khi chờ đợi Thượng Tọa Nhất Đẳng trả lời câu hỏi ấy, Thượng Tọa đưa ra cái câu thảo luận. Bây giờ không biết là những cái câu hỏi Thượng Tọa đã soạn có được câu nào chưa. Dạ, dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Xin tính kính đến Thượng Tọa trở lại. Sao thú kính Thượng Tọa Thầy Siêu. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho hai câu rồi Thượng Tọa đi nghỉ. Sau đó thì Thượng Tọa hóp tân với Sư Đệ và Sư Nguyên Thông sẽ lo những phần còn lại. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu, chúng ta hay nói về cái chuyện là tàm quý hay là vô tàm quý. Chấp mình không cần biết gì hết là bất chấp, hay là người đi lộn, dạ, hay là người ngoan cố chẳng hạn, thì những điều đó có thể gọi là vô tàm vô quý không? Tức là trong cái ngôn ngữ bình thường mình nói người bất chấp hay là người ngoan cố chẳng hạn, nhưng mà có thể nói trong ngôn ngữ đạo Phật thì phải chăng đó là người không có tàm quý, có phải vậy không? Xin sự tỏ quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bất luận là những cái hiện tượng nào trong cái tánh của con người và thuộc về bất thiện, như là ly lợm, bất chấp, ngoan cố, thì cái đó là nó được thể hiện bởi cái tâm bất thiện, tâm tham của tâm sân của tâm si. Mà tham sân si thì nó có bốn cái thuộc
tánh bất thiện biến hành, tức là si moha vô tàm ahiri ahirika vô quý anatapa và phóng dật utaccha. Thời như vậy, ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng những hiện tượng trong cá tánh con người như lì lợm, bất chấp, ngoan cố, thì đây cần được hiểu là thiếu lòng tàm quý, chứ không phải nói một cách nhẹ nhàng là có thể được hiểu nữa, mà cần được hiểu là thiếu lòng tàm quý. Bởi cái hiện tượng lì lợm, bất chấp, ngoan cố, nó thuộc về bất thiện, bất thiện tâm. Mà hãy bất thiện tâm thì đương nhiên là có vô tàm vô quý rồi, theo thắng pháp. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 1. Tôi đợi đoạn vừa nêu nó mua với thầy. Ta thường được đọc ở trong kinh đó, thì Đức Phật đề cập đến những người mà có cái quan niệm sai lạc, có cái hành vi ác quấy đó, thì Đức Phật hãy dùng cái chữ là kẻ vô văn phàm phu, không hiểu đạo lý của các bậc thánh, hay là không hiểu cái pháp của các bậc thánh. Thì Bạch Thượng Tọa Siêu, phải chăng là cái tàm và quý trong đạo Phật nó dựa trên cái sự hiểu biết chân thật về giáo pháp, có phải như vậy không? Do có cái sự hiểu biết chân thật giáo pháp thì ra người đó mới có cái cơ sở của tàm quý và có cái bén nhạy đối với tàm quý. Xin Thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại với câu trả lời cho câu thảo luận 2. Anh Đức Phật thầy, cái câu hỏi này thì nó rộng rãi, tức là cái ý nghĩa chúng ta cần phải hiểu đại loại, tức là nó vượt ngoài cái phạm trù thuần tánh tạm quý ở trong Chaitasika của thắng pháp. Cho nên ở đây chúng ta hãy giải thích theo cái cách nói đại loại. Lòng tàm quý là hai pháp được gọi là xúc phẩm, tức là pháp trắng, hiriota sam tập sam ban na xúc thâm sam ma hita. Santo Sapriso Diva Thambo Ma Thimputere Bậc trí gọi lòng tàm quý là hai pháp trắng. Và tàm quý đó là thiên pháp. Cái câu kệ này là Đức Phật Ngài đã thuyết ở trong kinh Bộ Sanh ở trong thời quá khứ xa xưa, khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, là một vị hoàng tử, một vị thái tử. Thái tử dẫn hai người em, hai vị hoàng tử này, một vị hoàng tử gọi là Surya và một vị hoàng tử gọi là Chanda. Hoàng tử Surya là em cùng cha cùng mẹ với thái tử Bồ Tát, còn Chanda là vị hoàng tử cùng mẹ cùng cha khác mẹ với thái tử Bồ Tát.
thì ba anh em dẫn nhau đi vào rừng. Lúc đó Đức Bồ Tát Ngài ngồi nghỉ dưới gốc cây và Ngài bảo một trong hai người em của Ngài đi đến một cái hồ nước gần đó để lấy nước uống. Thì một vị hoàng tử đi đến đó, không ngờ rằng cái hồ nước này bị được cai quản bởi một dạ xoa. Dạ xoa đó nó được tướng thiên vương cho phép là hễ ai mà xâm phạm vào nước trong hồ thì dạ xoa đó mới được bắt, còn nếu mà chưa có xâm phạm vào nước thì người ta đứng trên bờ thì không được người bắt. Do vậy cho nên vì vị hoàng tử này đưa tay xuống múc nước rồi bị dạ xoa bắt. Chờ mãi không thấy Chanh Đá trở về, Thái tử Bồ Tát mới kêu người em Suriya đi, đi tìm và đi lấy nước. Thì Suriya cũng đi đến đó. Vì vị hoàng tử trước đó, Chanh Đá, tên đó có nghĩa là mặt trăng, và Suriya là mặt trời. Cho nên khi mà bị dạ xoa bắt, dạ xoa hỏi, trước khi bắt hỏi người có biết thiên pháp không, thì lúc bây giờ hoàng tử Chanh Đá trả lời thiên pháp là mặt trăng. Còn hoàng tử Suriya thì trả lời thiên pháp là mặt trời, lấy theo cái tên của mình mà trả lời. Thì cả hai trả lời sai cho nên bị dạ xoa bắt. Lúc bây giờ thái tử nghi ngờ hai em của mình đã bị tai nạn, liền đi tìm và đi đến đó. Qua hoàng thái tử đã quan sát thấy có dấu chân đi xuống mà không có dấu chân đi lên, chứng tỏ rằng hai em của Ngài đã bị dạ xoa la sát bắt đi. Cho nên Ngài mới đánh tiếng, Ngài hỏi cái vùng nước này có vị dạ xoa nào cai quản không. Hỏi ba lần như vậy thì dạ xoa hiện hình lên. Thì Đức Bồ Tát mới hỏi có bắt hai em của Ngài không, thì nó có. Hỏi lý do tại sao bắt, nói vì tôi canh giữ ở đây, ta canh giữ ở đây. Nếu mà khi hỏi người nào mà không biết thiên pháp á, thì bắt. Thì một vị hoàng tử thì nói thiên pháp là mặt trời, còn vị hoàng tử thì nói thiên pháp là mặt trăng, đều sai hết, cho nên ta bắt. Thì thái tử mới nói rằng nếu ta nói đúng, trả lời đúng, thì ngươi có bằng lòng thả hai em ta ra không? Nói được, chỉ thả một trong hai đứa thôi. Thì Ngài mới đọc lên bài kệ Hiriyotas Tapasampanna Sukathamma Samahita Santo Sapuriso. Devathamma Timpuchare. Thì Ngài, thì Bồ Tát mới nói rằng Hiriyotapa thành tựu lòng tàm quý là hai cái pháp trắng. Đưa con người đến chỗ định tĩnh, thanh tịnh, an tịnh, mà các bậc trí gọi là thiên pháp Devathamma. Ngài trả lời đúng như vậy thì dạ xoa mới hoan hỷ và chấp nhận
thả một trong hai người em của Ngài ra, mới hỏi rằng bây giờ một trong hai người Ngài muốn ta thả ai đây? Thì Đức Bồ Tát Ngài nói rằng chanh đá là em một cha khác mẹ của ta, hãy thả nó ra. Thì lúc bây giờ Dạ Sao mới nói Ngài biết thiên pháp là bậc trí, mà Ngài xử sự không đúng bậc trí. Suriya là em ruột của Ngài, một cha một mẹ, mà Ngài bỏ rơi nó. Còn thằng em cùng cha mà khác mẹ thì Ngài lại cứu nó là sao? Thì Bồ Tát nói ta xử sự như vậy là theo cái cách của bậc trí. Bây giờ ba anh em đi chơi, nếu mà ta và người em ruột của ta, em cùng cha cùng mẹ đó, mà đi về hoàng thành mất đi hoàng tử chanh đá, thì người ta hỏi, mà ta nói rằng hai anh em ta nói rằng bị Dạ Xoa bắt thì ai tin đây? Người ta sẽ nói rằng hai anh em ta giết chết chanh đá thì sao? Còn nếu mà thả được em cùng cha khác mẹ đó, thì khi mà ta đi về triều thì nó là nhân chứng để nói rằng chính Suriya đã bị Dạ Xoa bắt. Nghe như vậy thì Dạ Xoa rất là quan hỷ và tán thán cái trí tuệ của Đức Bồ Tát, và thả luôn hai vị hoàng tử em của Đức Bồ Tát luôn. Nhắc cái câu chuyện đó để cho hơi dài một chút xíu, nhưng mà để cho có tích có tụ một chút. Thì trở lại vấn đề đó, thì ở đây thưa quý vị, tầm quý là hai cái pháp đạo đức nó có sẵn, bất luận là thời kỳ có Phật pháp hay là thời kỳ không có Phật pháp, nhưng mà hễ chúng sanh ở trong đời này sanh tử luân hồi đã quân tập thiện pháp nhiều đời nhiều kiếp, đã thành một cái đạo đức thường cận y duyên rồi đó, thì bây giờ tự nhiên là hễ cái gì mà làm cho người khác chê cười chê bai thì người trí họ cảm thấy là hổ thẹn, còn cái gì mà làm mà nó sẽ đưa đến cái hậu quả đắng cay đau khổ thì người trí lo sợ. Thì như vậy cái lòng tàm là quý bén nhạy của một con người đó, thì nó không hẳn chỉ là ở một người có kiến văn về Phật pháp, không hẳn chỉ ở người có kiến văn Phật pháp, mà do cái đạo đức đó nó trở thành cái thường cận y duyên của con người. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta có nghe nói cái trường hợp ví dụ như một cái giống ngựa là tuyệt đối không bao giờ nó phủ con ngựa đực, nó phủ con ngựa cái, mà không bao giờ nó nhầm lẫn với mẹ của nó. Chính vì vậy cho nên khi con ngựa tốt, con ngựa nồi mà người ta muốn lấy giống của nó, người ta phải bịt mắt nó lại để cho nó phủ con ngựa cái là mẹ của nó. Thì khi mà mở cái dây bịt mắt ra và nó biết được rằng khi nãy nó hành động với mẹ của nó, thì nó sẽ đập đầu mà nó chết liền, nó tự dẫn mà nó chết. Thì thưa quý vị, cái tính đó là một cái bản năng đạo đức của giống loài, của chúng sinh. Còn về cái trường hợp một người mà đa văn, hiểu thông về Phật pháp, về pháp, vì pháp của bậc thánh, pháp của Đức Phật, và người có lòng tàu quý, thì cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên. Cho nên trong trường hợp này đó, thì cái câu chuyện xảy ra đó, khi nãy câu chuyện xảy ra, Đức Phật Ngài nói rằng này các tỳ kheo,
Vị tỳ kheo ấy được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai và có lòng tàn là quý như vậy cũng không có gì lạ. Thuở xưa bậc đại nhân Bồ Tát sanh trong thời kỳ không có giáo pháp mà vẫn hiểu được, vẫn có được lòng tàn quý, rồi ngài mới kể câu chuyện đó. Cho nên đây, để trả lời cái câu hỏi này ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày qua cái câu chuyện đó để nói rằng là chúng ta luôn luôn có thể có cái đức tính lòng tàm quý. Nếu như một người đã, cái đạo đức đó đã trở thành một cái nếp sống, dầu cho một người không có tín ngưỡng Phật pháp nhưng mà họ là người sống văn minh lịch sự, họ cũng vẫn có lòng tàm quý. Bây giờ trên thế giới thì quý vị, các nước phương Tây đó, có những trường hợp những cái thức ăn mà ở Á Đông người ta ăn, thí dụ như ăn hộp vịt lộn mà luộc ăn, người ta không chấp nhận, người ta cho đó là vô nhân đạo, vâng vâng. Có những vừa, hoặc là những cái trường hợp mà bắt cá câu cá mà nó không đúng cái trọng lượng, hoặc là không đúng cái thước tấc, cá lớn cũng bắt mà cá nhỏ cũng bắt thì bị phạt á, bởi họ nói đó là vô nhân đạo. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà họ xem cái mạng sống của một chúng sanh, họ còn có cái sự thương xót những cái mầm sống nhỏ mới vừa chào đời hoặc là chưa có đủ trưởng thành, vân vân. Họ tôn trọng cái sự sống đó, như vậy chứng tỏ họ cũng có lòng tạm là quý vị, mặc dù họ không biết Phật pháp. Đây là những điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì thời gian còn lại xin Thượng Tọa Pháp Tân, hồi nãy mới thấy Thượng Tọa Tây Quyền trốn đi đâu mất à? Thượng Tọa Pháp Tân xin nguyên thông qua hỷ giúp cho cái phần còn lại. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trưng Thượng Tọa Tự Siêu. Xin thỉnh Siêu Huynh đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin Thượng Tọa khoan hỷ trả lời cho câu thơ số 3. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Dường như Thượng Tọa Pháp Tân không nghe được. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Sư Nguyên Thông. Ô dạ vâng. Và thấy Thượng Tọa Thời Siêu đưa tay và xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại và kính thỉnh Thượng Tọa. Hôm nay Thượng Tọa Pháp Tân đang ở tại chùa Vi Giác của chúng tôi để chuẩn bị ngày mai dự lễ. Cho nên vào giờ này xin nhờ sư Tự Tri bước qua phòng cạnh bên gõ cửa, nói Thượng Tọa Pháp Tân quan hỷ vào trong tiếp chừng. Nhưng mà bây giờ đã cầm mic rồi thì chúng tôi xin được trả lời thêm cho một câu nữa để Thượng Tọa tội nghiệp Thượng Tọa Giác Đẳng kêu gọi hỏi hai ba vị không có ai trả lời. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị,
trong cái câu thảo luận thứ ba đó, Thượng Tọa Giác Đẳng đã hỏi một người sống với nguyên tắc đạo đức dựa trên tín ngưỡng dân gian hay văn hóa, thí dụ như nguyên tắc trùm đầu của phụ nữ đòi hồi, tàm quý y cứ trên những nguyên tắc như vậy có thể gọi là tà quý trong Phật giáo không? Ở đây thưa quý vị, nếu như cái nguyên tắc đó dựa trên cái tín ngưỡng dân gian hay là văn hóa, nhưng mà hoàn toàn người đó không có một cái khái niệm về cái vấn đề hổ thẹn, tội lỗi hay ghê sợ tội lỗi, thì cái đó không gọi là có lòng tạp quý. Bởi vì khi một người phụ nữ bước ra đường, nếu mà người ta nhìn mặt ấy, thì đâu phải đó là một cái tội lỗi gì mà phải mắc cỡ. Cái sự mắc cỡ đó, đó không phải là cái lòng tà. Sự mắc cỡ đó không phải là lòng tà. Chúng ta nhớ Hiri nó khác với chữ măng cút. Khi mà một vị giới tử, một vị sa di mà lên tỳ kheo đó, thì cái vị yết ma, vị giáo thọ trước hết là phải nói rằng Nam Măng Cú A Hồ Sĩ là người chớ có hổ thẹn ở trước tăng. Khi ta hỏi những cái bệnh tật có thì nó có, không thì nó không, chứ đừng có mắc cỡ mà dấu diếm. Thì Nam Măng Cú A Hồ Sĩ, thì chữ măng cú nó không phải là lòng tạm. Bình thường khi chúng ta sống, chúng ta đừng có sợ, đừng có mắc cỡ và đừng có kinh sợ. Chữ kinh sợ, chữ phá giá đó, nó cũng không phải là quý. Chữ quý, chữ tuy, chữ quý thì nó là cái sự kinh sợ, sợ hãi tội lỗi. Còn về chữ quý, ôi thì nó lại là cái sự kinh sợ khủng khiếp, khiếp đảm. Thì ở đây đó, đối với một người mà họ mắc cỡ bẽn lẽn, cái đó không gọi là có lòng tạm. Hay là một người sợ chết, sợ ma, sợ quỷ, sợ cướp, đi đường mà sợ cướp hoặc đi trong tối sợ ma, thì cái đó không phải là lòng quý. Ở tập á, ở trong thuộc tánh tịnh hậu. Cho nên ở đây đó, một người mà họ trùm đầu, họ trùm cái mặt lại, chữ mắt ra thôi, nếu mà bị mở cái khăn ra để mà cho người thấy, cái họ cảm thấy thẹn thùng, họ cảm thấy thẹn thùng, thì trong trường hợp này cái thẹn thùng đó không phải là lòng tàm ở trong Phật giáo. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi số 3 như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân và Sư Nguyên Thông Quang Hỷ giúp dùm cho cái trả lời những cái câu thảo luận 30 phút còn lại, vì chúng tôi phải nghỉ sớm, ngày mai chúng tôi chuẩn bị lo lễ nơi chùa của các vị, thì lễ dân y đã xong rồi, cho nên các vị đâu có bận rộn chi nữa đâu, các vị thông cảm giùm cho tôi. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa kính trực Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết sao nhưng hôm nay thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe giọng nói rất là khỏe, cũng mừng. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt trước máy và Thượng Tọa có nghe được không?
Nếu thì tôi không nghe được, xin kính thỉnh thì tôi trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, không biết thì tôi có thể nghe được không? Chắc là thì tôi, dạ, khi đó tôi ở trong kinh đó, chúng ta có nghe câu chuyện của Đức Phật dạy rằng ngài đưa ra ví dụ là nàng dâu với người nhà chồng thì thời gian đầu rất là cẩn trọng, cùng lời ăn tiếng nói, nhưng mà sống lâu ngày rồi thì tự nhiên nó hóa lờn đi, nó coi thường, vì nó coi thường không có còn cẩn trọng như thời gian ban đầu nữa. Thì được ví dụ như là cuộc sống một người mới ra thì họ có tàm có quý rất là sắc nét, nhưng mà vì lâu về dài thì cái tàm quý nó lại giảm đi, nó lại bớt đi, thậm chí nó không còn nữa. Thì chúng ta có thể giải thích lý do nào mà cái tàm quý nó bị giảm dần theo thời gian như vậy không? Cái định thường tộc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mây Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đạo, Thượng Tòa Tịnh Viện, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tư Tri, Sư Nguyên Thông cũng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thượng tọa Pháp Thân Quang Hỷ cầm biết lại, xin thỉnh thượng tọa, bởi vì ở trong trung không còn nghe được. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Tại vì cái 3G ở đây cũng là yếu, nãy giờ nó cứ chập chờn. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì trong kinh nói ví dụ giống như là một cái nàng dâu mới về nhà chồng mà giữ kẻ là khép nép, nhưng mà rồi thời gian sau thì lại có những cái coi thường, hay là những cái mà nó phai lợt đi, nó không còn như ở buổi ban đầu nữa. Thì cái màn hình của chúng tôi nó cứ thì ở đây đó quý vị thấy rằng là cái lòng tàm lòng quý của con người tu của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó phải luôn luôn thường xuyên trong mọi cái lúc, trong mọi nơi. Bởi vì nếu mà một cái người tu mà thiếu đi lòng tàm, thiếu đi lòng quý, cái gọi là lòng tàm thì có thể nói rằng mình không phải là mắc cỡ xấu hổ như những những cái cô gái, không phải như những cái người bình thường mà người ta mắc cỡ, mà là chúng tôi nghĩ rằng mình có cái điều hiểu biết của chính mình, có cái sự tự trọng của chính mình. Để tự trọng ở đây đó là mình
mình biết mình ở trong một cái vị trí nào. Giống như là cái người tu, chúng tôi nghĩ rằng mình lúc nào cũng nghĩ là mình đầu tròn dây du, hay là ở trong kinh gọi là quán tưởng của một cái người xuất gia, nay ta là có hình tướng khác người, rồi cái ăn cái mặc của ta, cái cư xử của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta thì nó giống như là một cái người xuất gia như vậy. Thì ở đây lòng tàm là cái mà có thể là giống như là cái sự tự trọng của chính mỗi người. Bởi vì tự trọng ở đây đó là mình biết được mình ở vai trò nào, ở trong một cái vai trò nào, và do cái vai trò đó họ phải thực hiện tốt ở trong cái vai trò đó. Đối với người phàm phu thì rõ ràng là cái lòng tàm lòng quý của mình nó có thể thay. Đối với bậc thánh thì các ngài đã hoàn toàn nó không có những cái sằng bậy, hay là không có những cái lỗi lầm, do không còn có những cái phiền não. Và một khi cái lỗi lầm gì thì các ngài cũng biết được những điều đó, và do đó có cái sự tự trọng lấy chính mình, để rồi là không, dứt khoát là không có tạo ra những cái lỗi lầm, không tạo ra những lỗi lầm. Nên chúng tôi nghĩ rằng là cái lòng quý là theo như là một cái sự định nghĩa là sự ghê sợ. Nhưng mà rồi đó là sự thật ra đó thì mình có nhiều thứ. Dạ. Bởi vì không phải là chỉ sợ là khi là đó có lỗi lầm mình mới sợ, hay là chưa có lỗi lầm mình cũng sợ. Nhưng mà một người sợ cái lỗi lầm ở trong cái lòng quý là mình biết. Thí dụ như bây giờ mình tôn trọng cái lẽ thật của nó, không nói dối, hay là mình tôn trọng cái mạng sống của sinh loài, cho nên là mình không sát hại. Rồi mình tôn trọng những cái gì mà nó liên quan đến những cái sự thật gì đó, do nó là mình không, tuyệt đối là mình không có làm tổn hại, hay là mình vì cái lý do này lý do nọ để mà mình tạo cái nghiệp bất thiện. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở đây đó, nếu mà mình giữ được cái lòng tàm là mình biết được cái cái vai trò của mình, cái trách nhiệm của mình là một cái người tu, giống như ngài trong kinh nói là ngài cũng như là đêm đó, thì mình luôn luôn có cái sự suy xét. Nay ta là những cái là cái người xuất gia khác với những cái người thế tục. Rồi khi mà mình suy xét như vậy đó, thì trong mỗi mỗi lúc, trong mỗi mỗi cái thời điểm, trong mỗi cái thời gian, mình luôn luôn có cái sự thức tỉnh ở trong đó. Và mình luôn luôn thấy rằng cái vai trò của mình đó là một tu sĩ, cho nên là mình tuyệt đối là mình không có làm những cái điều gì đó sai lầm. Và chính vì vậy đó cho nên là nó điều chỉnh làm cho cái hành vi của mình nó đúng đắn, cả cái việc nói năng, cử chỉ, hành động của mình. Rồi bây giờ nếu mà nói rằng một người mà có cái lòng quý thì sự thật ra thì
Dạ con thỉnh thượng tọa Pháp Tân cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con không còn nghe. Kính trân sư tổ Pháp Tân, thưa quý vị, đức trân của sư tổ Pháp Tân hôm nay hơi yếu được. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình. Không biết thượng tọa Tuệ Quyền có đang ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thưa tôi Tuệ Quyền, có những trường hợp ví dụ như là người ta sợ hãi đối với lực lượng vô phép nước, như một người ăn trộm nhé. Đi ăn trộm thì cũng phải cẩn thận, cũng phải nghĩ đến đường thoát thân. Và trong cái thái độ cẩn thận dè dặt thì cũng có sợ đối với đường vua pháp nước. Thì cái sợ đó có gọi là quý ở trong tòa quý hay không? Xin kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ giải thích rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá Gia Thưa được chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến thượng tọa Giác Lão, thượng tọa Phật Tân, thượng tọa Pháp Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, đại đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đứng với tu nữ cùng chư Phật tử. Thì nếu như xác định hỏi rằng sự sợ hãi với lực với phép đốt lực vua gọi là quý trong tạng quý chăng, cái điều này thì chúng ta phải khẳng định rằng điều đó là không phải. Vì sợ phép nước lực vua hay là bị sợ một cái quyền hành la rầy gì đó, đối với ngay cả đối với người làm trong công sở vân vân cũng như thế đó, thì có đó phải là cái sợ mà nó mang tính cái của quý, chứ gây sợ của quý mà cái này phát từ trong tâm của mình với nhiều việc lắm. Chẳng hạn như bây giờ tại sao người ta sợ phép nước lực vua, bởi vì người ta sợ can gián hình sự, bị lừng tội, bị bỏ tù hay là bị đưa đến nó can gián của pháp luật vào, cho nên là họ mất cái tự do hay là mất cái tính, mất cái danh dự của chính họ, vân vân. Thì cái giá trị đó không phải là sự xác định đó, không phải là một giá trị của lòng quý. Hay là chúng ta sợ bị mất sở làm, hay chúng ta bị sợ la rầy, hay chúng ta bị sợ bị cái quyền lực vân vân, thì cái giá trị sợ đó nó không phải là một cái sức nguồn từ trong tâm mình, bởi vì mình sợ đau khổ, mình sợ luân hồi, mình sợ tội lỗi, mình sợ vân vân, thì mình sợ nhiều cái sợ đó thì đó chính là một cái sợ mà nó là để đưa chúng ta, ngăn ngừa chúng ta không có làm ác. Đây là một cái điều quan trọng. Sự gì mà tam quý, nhiều tam quý có mặt đó là đối với cái sự ghê sợ tội lỗi đó, để chúng ta không làm tội lỗi, chúng ta không hành ác, chúng ta không làm việc bất thiện. Những cái việc bất thiện chưa sanh do lòng quý này nó không sanh. Những bất thiện nó chưa có tới á, thì do cái lòng quý này làm cho nó sẽ không tới được, bởi vì chúng ta ghê sợ. Bởi vì chúng ta không có làm ác do tam nghiệp này, tức là do thân, do khẩu, do ý này. Bởi vì chính như lòng quý đó, cho nên chúng ta mới không sát sanh, trộm cướp, gian dâm, nói dối, uống rượu. Và tức là thân chúng ta không sát sanh, trộm cướp, gian dâm, khẩu không nói dối, nói lưỡi nó độc ác, nói lời chia rẽ, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Nhờ cái lòng quý đó mà tam nghiệp bất thiện khó khởi sanh, do cái sự ngăn chặn tự động, cái sự ghê sợ tội lỗi. Cũng như bây giờ quý vị biết, ví dụ một cách thực tế, con muỗi nó cắn mình đi, hay chúng ta thấy con muỗi nó bay,
nó bay trước mặt chúng ta là chúng ta bực bội. Là chúng ta, bởi vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ đập nó, chúng ta sẽ giết chết nó. Nhưng nếu chúng ta có cái lòng quý, chúng ta sẽ sợ mình gây cái tội sát sanh. Cho nên mình không làm. Cho nên mình đuổi nó, hay hoặc là mình phủi nó, mình đi chỗ khác. Hay hoặc là mình làm sao đó mà cho nó không đụng vào người mình, vân vân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cho rằng nó là mình, nó sẽ bệnh hoạn, nó sẽ như thế này thế kia. Tức nhất là mũi thì nó hay bệnh sốt xuất huyết. Dạ. Thì người ta rất sợ. Thì hay hoặc là gặp rắn thì người ta cũng sợ. Và người ta, nếu như chúng ta biết được cái giới sát sinh thì chúng ta không giết nó. Thì đây chính là một sự ngăn ngừa và nhiều thứ đó quý vị. Thì ở đây cái sợ đó nó phải là lòng quý, mà lòng quý là sợ để ngăn ngừa tội lỗi, để không cho nó sanh, không cho nó sanh khởi trong tâm mình. Cho nên vì vậy cái giữa phép nước lực vua và những cái sợ mà quyền thế có cái áp lực, những cái sợ đó nó không phải là cái lòng quý, mà chỉ lòng quý chỉ là tự tâm mình. Mình sợ làm cái việc đó nó gây đến cái ác bất thiện pháp, gây nên một cái hậu vô nghiệp trong tương lai. Và kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con. Nếu có đi cần bố tục thì kính cung thỉnh tinh thượng tọa Nam Mô Bổn Sư nhé. Sao thủ cái trình thượng tọa Giới Quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông còn ở trước máy thì thỉnh Sư Nguyên Thông hoàn kỳ trả lời cho câu thảo luận số 6. Sư Nguyên Thông, chúng ta nãy giờ nói nhiều về tàm quý ở trong cách nói đại loại, nói trong kinh tạng tàm quý là hổ thẹn và gây sự tội lỗi. Nhưng mà ở ngoài đời người ta hay nói cái chữ là lương tri hay là lương tâm, lương thức. Thì cái lương tâm, lương tri đó nó có đồng nghĩa với tàm quý hay không? Và theo cái nhìn của Sư Nguyên Thông về phương diện ngôn ngữ và phương diện ý nghĩa đó, phương diện tên gọi về ý nghĩa đó, thì lương tâm với tàm quý nó có đồng nghĩa nhau không? Cái định Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chúc lệnh sư phụ đáp án cho con thảo luận số 6. Hỏi rằng phải chăng tàm quý là tên gọi của lương tri hay là tương tâm trong Phật Pháp? Kính thưa sư phụ, theo con thì con nghĩ rằng có lẽ là như vậy. Bởi vì đối với con đó, thì một người mà không có tàm quý đó thì chưa xứng đáng gọi là một con người, theo cái quan niệm của con đối với một người như ta gọi là một cái chánh nhân quân tử. Mà một người mà không có tàm quý, một tỳ kheo không có tàm quý đó, là không có đủ tư cách là một người tỳ kheo. Là bởi vì cái tàm quý nó thì nó nói về cái sự mà có người ta biết dừng lại trước những cái mà ta gọi là cái luật pháp hay là giáo luật hay là cái ta gọi là đạo đức. Mà một người mà không có tàm quý thì chữ Nho gọi là vô sở bất chí, nghĩa là không có cái gì mà người ta không làm, bởi vì đâu có tàm, đâu có quý đó. Vì vậy cho nên cái câu hỏi cái số 6 mà sư phụ vừa giảng dạy là phải chăng quý là tên gọi của lương tri hay lương tâm trong Phật Pháp, thì theo con đó là quá chính xác, thưa sư phụ. Là bởi vì nếu mà đứng về phương diện gì mà cái mà mình mà không có làm tạm làm quý thì mình phạm pháp hay phạm giới, đối với pháp luật là phạm pháp, đối với giáo pháp của Đức Phật là phạm giới. Mà đối với lại cái con người mà trên thế gian này thì nó gọi là một người mà vi phạm những cái điều mà ta gọi là đạo đức. Cho nên là cái người bình thường hay là người tu sĩ thì cũng phải có cái tàm quý, bởi vì cái tàm quý là cái hiểu biết đạo đức của một người, biết dừng lại trước
cái sự hành động tội ác. Nếu mà cái đó là cái gọi là cái tàm quý ở bậc hạ đó, chứ sự thật mà cái người mà bậc trung hay là bậc thấp thì cái đó nó có tự nhiên. Chứ nếu mà hồi đó là con có học của nó là cái giới luật là lằn ranh mà phân chia này nữa, cái sự thật trong cái tâm của một con người mà được học hỏi trong cái giáo dục của gia đình, rồi khi lớn lên cái giáo dục ở trong trường học, rồi may mắn thêm là được đi tu thì được cái giáo dục của giáo pháp của Thế Tôn, thì con nghĩ là người nào mà được học giáo pháp của Thế Tôn thì cái người đó rất là hạnh phúc. Là bởi vì trong cái giáo pháp mà Thế Tôn giảng dạy cho chúng ta thì cái tàm quý, thì chúng ta học được cái tàm quý mà học mà hành theo lời giảng dạy của Thế Tôn là chúng ta đủ tư cách là một con người, và đủ tư cách là một vị tu sĩ, đủ tư cách là một vị Phật tử, thì đó là cái điều may mắn cho chúng ta. Vì vậy cho nên thưa sư phụ, con nghĩ là với câu sổ thảo luận số 6, phải chăng tàm quý là tên gọi của lương tri hay là của lương tâm trong Phật pháp? Kính thưa sư phụ, con nghĩ là đúng như vậy. Con xin trao mai lời chư sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị cho lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thuộc cái trường sư Nguyên Thông, bạch sư Thục Đức và thưa quý Phật tử, còn lại ít thời giờ của ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thay mặt cho tất cả chư tăng để gửi đến quý Phật tử, chư tăng và quý Phật tử tại Hoa Kỳ lời cầu chúc một kỳ lễ tạ ơn Thanksgiving rất là ấm áp, an bình, và đặc biệt là chúng ta có thể dùng cái ý nghĩa của chữ Thanksgiving để cho chúng ta cái nhìn rất là tích cực ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, tri ân và báo ân đó là một cái đặc tính của người có trí, và Đức Phật ngài dạy rất là nhiều lần ở trong các kinh văn, ví dụ như trong kinh Cát Tường hay kinh Hạnh Phúc. Một người mà sống mà biết ơn, đó là một cái dấu hiệu Cát Tường tối thượng. Hoặc giả là Đức Phật dạy rằng có hai hạng người khó tìm ở đời là người tri ân và báo ân. Biết ơn không phải chỉ là một trách nhiệm hay là một thứ đạo đức, mà biết ơn còn cho chúng ta sự cảm nhận cái đẹp, cái tích cực của đời sống. Nếu một người sống và biết ơn những người xung quanh mình, của cha mẹ, của xã hội, của cuộc đời, thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta nhận ra rằng cuộc đời đã cho chúng ta nhiều thứ. Những người sống vô ơn là những người nghĩ rằng không ai thương mình, không ai tử tế với mình, và mình luôn luôn hận đời. Người sống biết ơn thì sẽ không hận đời. Người sống biết ơn là có khả năng cảm kích cái đẹp. Người sống biết ơn là người sống có thể nhìn mọi việc ở khía cạnh tích cực. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà đôi khi do cái quan niệm về chính trị, về văn hóa, về xã hội đó, nó khiến cho chúng ta nhiều khi cái thương, cái ghét của mình nó khó tới cách, nó quá nặng nề. Nặng nề đến nỗi mà nó dường như là chúng ta không còn biết cảm kích được. Mình sống ở chung quanh chỉ là một cái gì đó mà tiền mua bút, tiền cao cháu bút, tức là mình bỏ ra thì người ta trả lại cho mình, chứ nó không có cái gì gọi là ơn nghĩa trong đó hết. Và có nhiều người sống đó, thì muốn khẳng định cuộc đời rằng tôi không mang ơn ai hết. Nhưng mà thật ra thì trong cái nhìn của người Phật tử đó,
thì chúng ta không thể không mang ơn cuộc đời. Chúng tôi là một vị tỳ khưu, một vị tu sĩ trong Phật giáo, thưa quý vị. Tất cả những gì mà chúng tôi có, từ đôi dép mang, chiếc y mặc trên người, cho đến một muỗng cơm ăn mỗi ngày, tất cả điều đó đều đến từ tấm lòng của chư Phật tử, của người xa người gần. Có những lần mà chúng tôi đi bộ ở trong sân chùa, chúng tôi cảm nhận được một cái sự kỳ diệu của cái tấm lòng tốt đẹp của cuộc sống. Bởi vì không phải cái đất chùa không, mà từ cái cổng chùa ở phía trước cho đến Phật ảnh ở phía sau, tất cả những cái công trình, dù lớn dù nhỏ, dù là chánh điện hay là pháp xá hay tăng viện, hoặc giả là con đường đi, tất cả những gì có trong chùa đều thành tựu hay là phát sinh từ cái tấm lòng đóng góp hàng tâm hàng sản của chư Phật tử xa gần. Đó là điều kỳ diệu lắm. Nếu quý Phật tử mà sống ở trong một ngôi nhà, và quý vị nghĩ rằng ngôi nhà này là do mồ hôi nước mắt của mình làm, và mình có, mình mua được, thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu quý vị đi tới nuôi trong chùa, và quý vị thấy rằng từ ngọn rau, cọng cỏ, cho đến cái mái chùa, cho đến con đường đi, tất cả mọi thứ, nó đều phát sinh do tấm lòng, thì chúng ta có nhiều điều cảm kích lắm. Ngay cả một buổi sáng mà chúng ta thức dậy được bình yên, thì thưa quý vị, sự bình yên đó là cũng nhờ có xã hội trật tự, chúng ta mới được bình yên. Hình hài mà chúng ta có, nó cũng nhờ cái công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Và rõ ràng một điều rằng, nếu cuộc đời không tử tế với chúng ta thì chúng ta không sống nổi trong cuộc đời đâu. Có bao giờ quý vị thấy rằng một con vật dơ bẩn gớm ghiếc mà có thể tồn tại ở xã hội loài người? Chúng ta sống được ít nhất là cuộc đời đã chấp nhận chúng ta ở một phần nào đó, chúng ta mới sống nổi. Và chẳng những vậy, một cuộc đời đã cho chúng ta rất là nhiều. Cái đẹp của ngày lễ Thanksgiving là ngày lễ đó được bắt đầu từ những con người đi khai khoang ở tại Hoa Kỳ. Ở đây chúng tôi nói ngày Thanksgiving ở tại Mỹ chứ không ở phải nước khác. Người ta làm việc rất cực khổ, nhưng mà người ta sung sướng cảm nhận rằng đây là một vùng đất dung thân. Tuy rằng họ đến từ Âu Châu, bây giờ qua sống cuộc sống tha phương, lập nghiệp. Nói thường danh từ thành ngữ của chúng ta tha phương cầu thực, nhưng mà tha lập nghiệp ở một vùng đất xa lạ, gọi là tân thế giới. Nhưng mà ở đây họ không bị đàn áp về tôn giáo. Họ có quyền tự do hành trì tín ngưỡng của mình. Rồi có đất đai màu mỡ. Dĩ nhiên là không có những người thổ dân đến để đánh phá, nhưng mà căn bản thì họ có đất đai. Thiên nhiên đã ban tặng cho họ những thứ mà họ quá cần để tồn tại. Và họ cũng cảm kích rằng họ đã có nhau. Họ không đến đây một mình. Thì trong cái cực khổ, trong cái chật chội, trong cái chật vật của những người khai khẩn ở bước đầu, có một ngày họ tập trung lại. Mà ngày nay chúng ta còn có một nơi đánh dấu ở tại Virginia, năm 1641. Người ta đã cùng nhau để nói lên sự cảm kích của mình bằng một chút cầu nguyện, bằng một bữa ăn thân tình, và bằng những giây phút gợi nhắc rằng mình thực sự may mắn. Cuộc đời cho chúng ta rất nhiều, và chúng ta không phải cần cảm kích,
mà chúng ta nên cảm kích và chúng ta được quyền cảm kích. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta quen trách móc, quen đòi hỏi, luôn luôn thấy rằng cuộc đời mang nợ mình, cha mẹ mang nợ mình, chính quyền mang nợ mình. Nhưng mà thực ra chúng ta phải đặt lại vấn đề, chúng ta phải thấy rằng chúng ta có quá nhiều, và cái quá nhiều đó là sự ban tặng bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ có những người cảm kích cuộc sống thì người đó mới thấy được cái khía cạnh tích cực của cuộc sống. Những người vô ơn hay là những người luôn luôn đòi hỏi rằng cuộc đời phải trả nợ mình, tại vì cuộc đời thiếu nợ mình, thì những người đó luôn luôn sống trong sự đau khổ. Vì vậy trong ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, chúng ta hãy cùng nhau thấy rằng chúng ta quả thật rất là may mắn. May mắn thay là chúng ta được sinh làm người. May mắn thay là chúng ta gặp được Phật Pháp. May mắn thay là chúng ta có duyên lành để có nhau trong cuộc đời. May mắn thay là chúng ta có được một ngày bình an. May mắn thay là chúng ta có được cái tấm lòng tử tế của những người chung quanh. Và nếu chúng ta không chịu hoan hỷ, nếu chúng ta không thấy được những điều lợi lạc đó, điều may mắn đó, thì không phải là vì chúng ta không có, mà tại vì tâm của chúng ta tiêu cực quá, chúng ta không nhìn được cái cảnh tích cực. Và do vậy chúng ta mong rằng ngày Thanksgiving cũng là ngày mà mỗi mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mà nghĩ rằng quả thực cuộc sống này đã đẩy ngộ chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đà Ma. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả mọi người có một ngày lễ thật bình an, ấm áp và luôn luôn tìm thấy những ý nghĩa đáng quý, đáng trân trọng ở trong cuộc sống này. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho con, hướng dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thực lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy á, và con Nhật Huỳnh thành kính chúc quý ngài và đạo tràng một buổi một ngày tạ ơn được ăn vui, và con xin phép được xuống mít, và con thành kính tri ân quý ngài và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu.